Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi 24 giờ cùng DRT của Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk. Chương trình được phát sóng từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trên kênh DRT. Ngay sau đây là những tin tức 24 giờ qua mà chúng tôi vừa cập nhật. Xét xử vụ bắt người trái pháp luật chống người thi hành công vụ. Hàng loạt doanh nghiệp thu mua sầu riêng đóng cửa. Tường nhà bị nứt, người dân nghi ngờ do rung chấn. Trung thu với những hình thú lạ lẫm. Góc nhìn DRT, nhận định của Hiệp hội sầu riêng Đắk Lắk về diễn biến giá. Tòa án Nhân dân huyện Krông Pách, tỉnh Đắk Lắk vừa mở phiên tòa xét xử 9 bị cáo về các tội bắt giữ người trái pháp luật và chống người thi hành công vụ. Theo cáo trạng, ông Nguyễn Thành Giang là người nhận khoán lô cà phê của công ty cổ phần cà phê Thắng Lợi, bị công ty khởi kiện. Bản án đã được Chi cục Thi hành án dân sự huyện Krông Pách thi hành, giao vườn cây cho công ty. Ngày 7 tháng 11 năm 2022, công ty cổ phần cà phê Thắng Lợi thuê người đến cưa hạ cây trồng để cải tạo vườn. Ông Giang cùng những người khác đến chửi bới, ngăn cản, đuổi những người đến cưa cây. Lực lượng công an huyện Krông Pách đến hiện trường giải quyết vụ việc. Ông Giang và nhóm đối tượng lấy xe máy và các vật dụng khác chất thành đống ở ngã tư các vườn cây, hô hào bắt giữ nhóm người đến cưa cây. Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Đắk Lắk đã huy động lực lượng phối hợp với các lực lượng khác đến giải cứu những người bị bắt giữ. Các đối tượng vẫn ngăn cản, xô đẩy, không cho lực lượng công an vào giải cứu người bị giữ. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thành Giang 4 năm 6 tháng tù. Các bị cáo khác là Lê Thị Lụa, Dương Thị Thủy, Nguyễn Thị Thanh Phong, Ngô Công Anh, Trần Văn Thịnh, Nguyễn Huy Công, Lại Văn Trịnh, Huỳnh Văn Quân bị mức án từ 9 tháng tù đến 4 năm 6 tháng tù. Thưa quý vị và các bạn, đường Nguyễn Hồng Ân là một trong những tuyến đường được gọi là mới làm của thành phố Buôn Ma Thuột. Tuy nhiên, đến nay trên một cái khoảng cách rất là ngắn, tầm 50 mét, nhưng mà đường đã xuất hiện rất là nhiều hố gà gây ra nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Hơn một năm trở lại đây, đoạn đường Nguyễn Hồng Ân thuộc phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, ngay trước đội truyền tải điện Buôn Ma Thuột xuất hiện nhiều chỗ hư hỏng, tạo nên những ổ gà, đất đá lởm chởm, khiến việc lưu thông qua đoạn này tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. Không ít vụ tự té hoặc va chạm vì né ổ gà đã xảy ra tại đây. Chứng kiến bị sập cái hố này rất nhiều người rồi. Tôi cũng đề nghị là các cái cơ quan phải chú ý để mà làm sao mà sửa chữa lại cho dân họ đi, chứ ai cứ để mãi như này. Mấy cái hố này là bị lâu lắm rồi mà không sửa, không ai sửa hết á. Khoảng một năm trở lại đây thì gần như là tuyến đường này không có ánh đèn. Chỉ có phía xa một chút thì có cái ánh đèn nhưng mà không thể đủ chiếu sáng được cái khu vực thường xuyên xảy ra tai nạn này. Cách đây không lâu, 24 giờ cùng DRT đã phản ánh về sự hư hỏng cũng như sự nguy hiểm khi lưu thông qua đoạn đường này vào trời mưa. Người dân đã tự chặt cây cắm xuống hố để cảnh báo cho người đi đường. Đến nay nhiều vị trí vẫn chưa được khắc phục. Mỗi lần thấy rung rung thì tôi sợ nó chạy ra ngoài. Nó không dám đứng ở trong này, nó chạy ra khỏi nhà thì nó mới thấy nổ cái kia to, sợ lắm. Thôn 5 và thôn E Cung là hai thôn gần với mỏ khai thác đá Bình Hòa, thuộc xã Krông Búc, huyện Krông Bách. Mỗi khi mỏ đá nổ mìn để khai thác đá thì những hộ dân quanh đây đều lo lắng. Ủa là nó rung cả cái nhà đấy, không dám ở trong nhà luôn. Đó. Rất là sợ. Tới cái nhà cửa thì bây giờ nó hư rồi, nó nứt nhiều chỗ lắm. Ở đây cái gạch men bây giờ này, mỗi lần nổ này, hai ba lần nó lại bị nứt đi rồi nó bể xuống. Trao đổi với phóng viên 24 giờ cùng DRT, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Krông Búc cho biết sẽ kiểm tra thực hư về tình trạng nứt nhà dân và việc nổ mìn có hay không sự tác động đến các hộ dân này. Khi tiếp nhận cái thông tin của người dân thì về phía địa phương sẽ kiểm tra và điều tra, sẽ sau đó sẽ có cái thông báo trả lời cho người dân sau về cái việc mà mỏ đá đã nổ mìn làm ảnh hưởng tới một số hộ dân của thôn 5 cũng như thôn Y Cung. 24 giờ cùng DRT sẽ tiếp tục thông tin về sự việc này trong chương trình sau. Mời quý vị và các bạn đón xem. Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam đang hướng đến việc xây dựng những đô thị không có đường dây điện lộ thiên mà thay thế bằng hệ thống cáp ngầm. Ở thôn 3, xã Chư E Lang, huyện EK, tỉnh Đắk Lắk, không thấy hình ảnh của những cột điện lộ thiên nhưng cũng chẳng có cáp ngầm, đơn giản vì không có điện lưới. Thôn 3 nằm cách trung tâm xã Chư E Lang chưa đến chục km.
Thế nhưng cuộc sống của người dân ở đây dường như tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài bởi sự cách trở về đường xá và sự thiếu hụt thông tin. Không có điện lưới quốc gia, người dân ở đây vất vả trăm bề. Đa phần các hộ dân phải dùng bình ắc quy mang ra các điểm sạc điện ngoài trung tâm xã, thậm chí xa hơn mới có chút điện thắp sáng vào ban đêm. Một số hộ khá hơn thì mua được tấm pin năng lượng mặt trời và bình tích điện. Mấy năm trước ấy thì là gia đình cũng dùng đèn dầu hoặc là bình ắc quy phải mang đi sạc ở xa mấy cái số ấy. Thì 1-2 năm gần đây thì gia đình cũng gọi là cũng tiết kiệm, cũng mua được cái năng lượng mặt trời nhưng mà nó cũng nhỏ thôi. Nhưng mà nó cũng gọi là nó cũng đỡ hơn là mấy năm trước. Nó tiện lợi hơn một chút. Mà trời nắng thì cũng có điện đủ dùng, nhưng mà trời mưa là cũng không có điện nữa. Trời mưa, nếu mà trời mưa khoảng một ngày như kiểu mùa áp thấp nhiệt đới, mưa dầm ấy, thì hoàn toàn coi như là không có điện. Cho con em học thì nó không đủ ánh sáng ấy. Em sợ là nó hay bị cận thị các kiểu này, thì không đủ ánh sáng. Điện năng lượng bóng đèn thôi, chứ không dùng được cái gì hết. Thì địa phương cũng có nhiều lần kiến nghị. Tuy nhiên thì cái việc mà theo ngành điện trả lời ấy, thì cái việc mà đầu tư cái cơ sở hạ tầng cái đường lưới điện nó khá là cao. Nên người ta chưa đủ cái nguồn vốn để đầu tư. Hiện tại thôn 3, xã Chư Ê Lang có 107 hộ dân, trong đó tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo chiếm trên 70%, kinh tế chậm phát triển. Theo một số thương lái, bên Trung Quốc giá xuống đột ngột nên để đảm bảo an toàn, một số đơn vị đã ngừng thu mua sầu riêng. Đúc rút từ kinh nghiệm nhiều năm thu mua sầu riêng nên khi có dấu hiệu biến động thị trường, bà Nguyễn Ngọc Thủy, chủ vựa trái cây Bình Thủy ở xã E Dông, huyện Krông Bách đã ngừng thu mua để tránh thua lỗ. Khách hàng ở bên kia thì cái đầu ra là người ta không đặt hàng tiếp theo. Tới thời điểm này là phải cắt tả vườn, không thể nào mà để kéo dài được, nên là hàng của cô mấy hôm nay là đã hết rồi, nên không có trong kho không có. Còn là hàng mà để bán trung thu là đã cũng đã đi trên đường hết rồi. Vụ sầu riêng này nhiều thương lái ồ ạt chốt giá cao từ đầu vụ để bán lại cho doanh nghiệp xuất khẩu. Tuy nhiên năm nay thị trường Trung Quốc không như dự đoán nên đã có nhiều doanh nghiệp thua lỗ nặng ngay khi vừa mua vào. Vâng, thưa quý vị và các bạn, như lê này, đây có lẽ là một hồi chuông cảnh báo cho những thương lái, doanh nghiệp trong việc đánh giá thị trường, và cũng là bài toán đặt ra cho mặt hàng nông sản xuất khẩu cần có sự hoạch định chiến lược lâu dài mới có thể phát triển bền vững. Vâng, đúng như vậy. Ngoài tính chủ động của doanh nghiệp, cần có sự tham gia nhiều hơn nữa của ngành chức năng để kết nối và định hướng sản xuất, tiêu thụ, giúp người dân và doanh nghiệp tránh rủi ro khi sản xuất tiêu thụ ở quy mô lớn. Sau một tháng huấn luyện hăng say với tinh thần cao nhất, sáng nay ngày 29 tháng 9 năm 2023, 28 cán bộ chiến sĩ và 25 chó nghiệp vụ thuộc 8 đơn vị địa phương là Phòng Cảnh sát Cơ động, Công an tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Bình Phước và Tây Ninh đã hoàn thành khóa huấn luyện nâng cao chó nghiệp vụ phát hiện ma túy, thuốc nổ và kỹ chiến thuật phục kích, tập kích, đánh bắt đối tượng phạm tội về ma túy trên địa bàn rừng núi. Trong đợt huấn luyện nâng cao này, các học viên đã nắm vững các kiến thức, chiến thuật trong công tác huấn luyện chiến đấu có sử dụng chó nghiệp vụ. Đối với chó nghiệp vụ cơ bản đã thuần thục các động tác vận động trong chiến đấu, năng lực sức dẻo dai và kỷ luật được nâng lên như tự động tìm kiếm các chất ma túy, thuốc nổ, truy tìm dấu vết mùi hơi và tấn công trấn áp đối tượng, có thể hành quân bộ theo chương trình quy định và triển khai các chiến thuật theo sự điều khiển của cán bộ huấn luyện. Tết Trung Thu rước đèn ông sao, xem múa lân, ngắm trăng tròn và phá cỗ là hình ảnh truyền thống quen thuộc. Tại một số nơi, mọi người đã phá cách sáng tạo ra những hình ảnh mới khác lạ với đủ các hình tượng đèn và con vật theo sở thích. Mới đây trên mạng xã hội lan truyền về một đoàn lân độc lạ với các đầu thú như sói, cáo, chồn, gà, rồng được tổ chức trong ngày Trung Thu thay cho đoàn lân quen thuộc, thu hút nhiều lượt like, share và nhận được nhiều bình luận cùng phản hồi, trái chiều, thậm chí là phản đối. Bởi khi nhắc đến Trung Thu thì người ta lập tức nghĩ ngay đến những linh vật lân sư rồng, và múa lân thì chắc phải là người đội lốt một con lân hay con rồng. Tuy nhiên qua tìm hiểu của phóng viên 24 giờ cùng DRT thì những người dân nơi đây gọi là nhảy lân chứ không phải múa lân. Người nhảy lân được quyền sáng tạo đầu lân theo sở thích và sự tưởng tượng của họ về con vật mà mình yêu thích, muốn được hóa trang trong đêm rước đèn phá cỗ Trung Thu.
Hiện nay chưa có quy định nào về hình mẫu hay cấm việc tạo hình lân giống các loài vật khác hay lấy hình loài vật khác để múa như múa lân. Sự phá cách cũng tạo nên sự hấp dẫn, song cũng không nên vượt quá giới hạn của nền tảng văn hóa tốt đẹp đã có ngàn đời. Bộ Nội vụ vừa cho biết đã thống nhất với phương án của Bộ Lao động Thương binh Xã hội về nghỉ lễ Tết trong năm 2024. Theo đó, Tết Nguyên đán 2024 sẽ nghỉ 7 ngày từ ngày 29 tháng Chạp đến hết mùng 5 tháng Giêng. Theo Bộ Nội vụ, phương án này hài hòa thời gian nghỉ trước và sau Tết. Đối với người lao động tại các doanh nghiệp, Bộ Lao động Thương binh Xã hội cho biết, căn cứ điều kiện thực tế và lịch nghỉ áp dụng với công chức viên chức, người sử dụng lao động bố trí lịch nghỉ Tết, Nguyên đán. Nhà nước khuyến khích doanh nghiệp áp dụng lịch nghỉ cho người lao động như đối với công chức. Ngoài cho ý kiến phương án nghỉ Tết, Bộ Nội vụ cũng thống nhất nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024 theo phương án 1 mà Bộ Lao động Thương binh Xã hội đề xuất. Theo phương án này, cán bộ công chức viên chức được nghỉ 4 ngày từ ngày 31 tháng 8 năm 2024 đến hết ngày 3 tháng 9 năm 2024. Sầu riêng rớt giá khi mà đầu vụ có lúc lên tới trên 100.000 đồng 1 kg thì hiện nay chưa tới 70.000 đồng 1 kg. Diễn biến giá mặt hàng này trong thời gian tới sẽ như thế nào? Sau đây là một số nhận định của Hiệp hội Sầu riêng Đắk Lắk. Như thế này cũng không gọi là tụt. Theo nhận định của Hiệp hội thì giá sầu riêng hiện tại cũng với mức như này là tương đối đúng so với thực trạng chung của thị trường. Hồi tháng 7 đầu vụ ấy, của Hiệp hội cũng đã đưa ra thì cái giá sầu riêng ấy, năm nay ấy, nó có nhiều cái biến động. Nó liên quan đến là rất nhiều thương lái, rất nhiều người chưa hiểu về cái quả sầu riêng cũng đổ xô tham gia vào cái việc mua bán, dẫn đến cái việc là bản thân ngay kể cả như nó không còn ở cái giá thực trạng đúng bản chất của nó, mà nó đã vống lên cao do cái việc tranh mua tranh bán. Cũng nhận định ngay từ đầu vụ là nó sẽ nằm ở cái khung giá từ 60 cho đến là 75 tại vườn là hợp lý. Mức giá này thì cũng sẽ là ở cái mức giá ổn định cho đến hết mùa. Vào đầu vụ sầu riêng thì nhiều người nói rằng là sầu riêng Việt Nam đang một mình một chợ khi mà các cái vùng sầu riêng trên thế giới thì đã hết vụ. Hồi tháng 7 Hiệp hội sầu riêng tổ chức cái hội nghị thì chúng tôi đã cung cấp rằng là Thái Lan còn một tỉnh vẫn đang thu hoạch và trùng với thời điểm của Đắk Lắk. Tức là cái thời điểm mà Đắk Lắk thu hoạch thì một tỉnh của Thái Lan nó có sản lượng là khoảng 300.000 tấn. Thậm chí còn lớn hơn cả ở Việt Nam. Cái con đường của quả sầu riêng đến với người tiêu dùng ở thị trường bên đó như thế nào? Ở Trung Quốc đặc biệt là mỗi tỉnh họ có rất nhiều các cái chợ đầu mối lớn. Thế thì các cái công hàng mà khi qua biên giới thì nó sẽ được kéo đến tất cả các cái chợ đầu mối. Và hàng ngày sẽ mở bán không phải là riêng hàng của Việt Nam, kể cả của Thái Lan hay là những quốc gia mà được phép có sầu riêng và được phép nhập khẩu vào thì đương nhiên là nó sẽ mở bán ở tại thị trường đấy. Và tôi cũng muốn biết là cái tình hình cái quả sầu riêng của Việt Nam khi mà qua bên đó so với các cái sầu riêng khác thì như thế nào? Giá trị nó cũng ngang nhau. Có thể là một số thương hiệu của Việt Nam có uy tín ở Trung Quốc thì người tiêu dùng người ta vẫn lựa chọn những thương hiệu, những sản phẩm có thương hiệu. Thưa quý vị và các bạn, hàng ngày nhìn vào màn hình máy tính, điện thoại thời gian dài là một trong những nguyên nhân gây hại cho mắt, khiến mắt mệt mỏi, khô và dễ bị kích ứng, giảm thị lực. Do đó, việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của mắt là điều rất quan trọng. Vâng, ngoài những người phải thường xuyên làm việc trên các thiết bị này thì cũng có rất nhiều người có thói quen dùng điện thoại thông minh liên tục để giải trí như là xem TikTok, lướt Facebook, YouTube và cũng có nguy cơ cao về suy giảm thị lực. Và để tìm hiểu và chăm sóc mắt hiệu quả, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tư vấn của thạc sĩ, bác sĩ Lê Dương Thủy Linh, Phó Giám đốc Bệnh viện Mắt Đắk Lắk. Đối với nhân văn phòng thì cái việc mà sử dụng các thiết bị điện tử là không thể nào tránh khỏi. Và cái việc sử dụng quá nhiều thì nó sẽ dẫn đến cái hiện tượng là bệnh nhân họ sẽ khô mắt, mỏi mắt và có những cái rối loạn thị giác do cái việc tiếp xúc với cái thiết bị điện tử. Thì cái vấn đề mà công việc thì mình cũng không thể nào mà gọi là khuyên người ta là không dùng được nữa. Tại vì công việc thì phải, nhưng mà cái lời khuyên đối với những người mà dùng thiết bị điện tử nhiều á thì nó sẽ có mấy cái. Thứ nhất á, là sẽ phải thay đổi cái thói quen làm việc. Thay đổi thói quen làm việc á, thì thứ một là cái cách là mình phải
cố gắng hạn chế cái thời gian sử dụng ngồi trên máy. Có nghĩa là khi làm việc thì mình sẽ ngồi, còn những cái mà đôi khi chơi thì mình phải giảm. Và cái thứ hai đó là mình sẽ thay đổi cái thời gian giữa cái khung thời gian giữa làm và nghỉ. Tức là nó sẽ phải có cái khúc mình làm và có cái khúc mình nghỉ, để cho cái khoảng thời gian đó mắt nó có cái khoảng thời gian nghỉ để nó để điều tiết đi ra nhìn xa, tránh cái thời gian nhìn gần. Và một cái vấn đề nữa là thay đổi cái môi trường. Cái môi trường thì nó thứ nhất là ánh sáng. Thì cái ánh sáng thì cái lời khuyên khi mà sử dụng cái màn hình máy tính hoặc là màn hình đó, là tránh các cái nguồn ánh sáng chói nhiều. Có thể là mình có thể sử dụng thêm những cái màn hình mà chống lóa, chống chói ở trên trước cái màn hình máy tính. Bây giờ thì nó cũng đang có cái xu hướng, người ta đang sử dụng một số cái kính mà nó có tác dụng chống tia, chống ánh sáng xanh từ cái màn hình và các cái màn hình điện thoại và màn hình máy tính. Thì đó cũng là một cái biện pháp để giảm bớt cái tác hại. Thưa quý vị và các bạn, đến đây thì thời lượng của chương trình 24 giờ cùng DRT hôm nay đã kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.